Xin chào tất cả mọi người, Trần Liêm hôm nay về cây Yamaha BR A2000. Thì cây đàn này đã được dán keo rất là đẹp nha mọi người. Thì đây là nước sơn của Việt Nam mình sơn lên từ cái cây ếch trị 710 nâng cấp lên cây A2000. Cái màu này là màu đỏ mà thuộc loại là đỏ của cây co BA7 á mọi người. Nó dịu lắm, nó dễ chịu lắm nha mọi người. Nhìn nó không có rực nhưng mà nó nhìn cái màu nó đầm. Thì thích hợp cho những ai mà thích cái gam màu là nó trang trọng lịch sự thì cái màu này mình nghĩ là khá là ok. Những anh chị em nào mà đứng tuổi á có thể là thích màu này đó. Màu này nó đầm, nó nhìn dễ chịu con mắt nó không có quá chói. Rồi bây giờ mình sẽ cho mọi người nghe thử âm thanh của nó nha. Cái âm thanh nghe cũng rất là ok nha mọi người, nghe cha 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 mo nè. Cái này thì mình đã test rất là kỹ trước khi đăng bán cho mọi người rồi nha mọi người. Phím rất là ok, nút nhấn thì rất là nhạy luôn. Thì cái này màn hình zin nha mọi người, mọi người có thể được điều chỉnh được cái độ sáng tối của nó, mọi người thấy không đó, độ rõ nét đó của nó đó đó. Rồi thì cây này giá là 9 triệu 500 ngàn đồng, tặng cho mọi người trưng đàn bao da USB bảo hành 2 tháng nha mọi người. Rồi mọi người có nhu cầu mua cứ liên hệ trực tiếp với Trần Liêm qua cái số mình ghi sẵn bên dưới nha. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người.